Tuyến mang tai là một trong những tuyến nước bọt chính của cơ thể, nằm ở vùng trước dưới của ống tai ngoài. Khi tuyến mang tai bị viêm nhiễm hoặc hình thành sỏi, nếu điều trị nội khoa không hiệu quả hoặc u tuyến mang tai quá to thì phương pháp điều trị mang lại hiệu quả cao là phẫu thuật cắt tuyến mang tai. Tuy nhiên, việc phẫu thuật cắt tuyến mang tai là phẫu thuật khó, rất có nguy cơ tổn thương các thành phần lân cận, nhất là gây tổn thương dây thứ bảy. Do là một đường mổ ở ngoài da và là cái vùng mà tiếp cận với cả cái môi trường xung quanh của bệnh nhân, nó rất là dễ. Vì thế nên là bệnh nhân thường thì chúng tôi sẽ có những cái khuyến cáo liên quan đến cái việc là sinh hoạt của bệnh nhân. Một là hạn chế tối đa cái tác động, tất nhiên tác động ngoại lực vào cái vùng mổ của bệnh nhân. Thứ hai là giữ gìn vệ sinh thật tốt ở cái vùng mổ này để tạo điều kiện cho cái vết mổ nó được lành một cách nhanh nhất. Thì cái việc vệ sinh ở cái vùng này, ví dụ như là tắm rửa gội đầu của bệnh nhân, hạn chế một cách tối đa cái việc là đưa cái nước tắm rửa tiếp xúc với cái vùng mổ. Phẫu thuật cắt u tuyến mang tai không được chỉ định cho một số trường hợp dưới đây: khối u tuyến mang tai ác tính, khối u lành tính ở cực dưới của tuyến mang tai, có bệnh lý toàn thân ảnh hưởng đến quá trình gây mê và phẫu thuật. Nếu không tuân thủ đúng theo chỉ định y khoa thì có thể gây ra một số biến chứng như liệt mặt, chảy máu, nhiễm khuẩn. Để mà vết mổ liền nhanh thì chúng tôi thường khuyến cáo bệnh nhân là sẽ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng bao gồm có protein, glucid hay lipid. Thì tất cả những chất này thì không có cái gì là hạn chế cả, vì bệnh nhân, miễn là bệnh nhân có thể ăn và bệnh nhân cảm thấy thích ăn thì chúng tôi đều có thể khuyến cáo bệnh nhân ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và đặc biệt là thịt để sớm lành cái vết thương. Thế tất nhiên là cái mức độ ăn thì bệnh nhân cũng hạn chế ăn quá nhiều, có thể gây ra tình trạng không chỉ liền nhanh, nó còn tạo ra sẹo lồi, mất thẩm mỹ. Vì như tôi nói ban đầu rằng đây là những cái vết mổ ở vùng ngoài da, có thể nhìn rõ ở vùng mặt nói chung, vì thế nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái gọi là thẩm mỹ của bệnh nhân. Thế ngoài ra thì ăn uống thì đối với các bệnh nhân thì cũng có thể sử dụng đa dạng hơn các loại rau củ quả, cũng cung cấp đến các vitamin. Người bệnh cần được nghỉ ngơi hoàn toàn sau phẫu thuật, giữ tinh thần thoải mái lạc quan để sức khỏe sớm ổn định. Bên cạnh đó cũng nên không sử dụng rượu bia, thuốc lá, có chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Những ngày đầu sau phẫu thuật thì nên ăn thức ăn mềm như cháo hoặc súp. Không nên ăn hải sản có thể gây kích ứng, ngứa cho vết mổ. Tập thể dục nhẹ nhàng để cơ thể dẻo dai, tăng cường sức đề kháng.